Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung. Hà Nội còn 30.000 người chưa được về nhà vì ngập lụt. Dù mực nước trên các sông ở Hà Nội đã rút dần, nhưng trên địa bàn thành phố vẫn còn 30.000 người đang phải sơ tán, chưa thể về nhà vì ngập lụt sau bão Yagi. Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, trong đợt mưa bão số 3, bão Yagi, các quận, huyện, thị xã đã sơ tán hơn 78.000 người tránh bão, lụt. Đến nay, lũ trên sông Hồng, sông Đà và sông Đuống đã rút. Do vậy, có hơn 48.000 người được trở về nơi ở cũ, trong đó có quận Bắc Từ Liêm có 5.489 người, quận Tây Hồ là 20.000 người, quận Hoàn Kiếm có 4.379 người, quận Long Biên có 1.055 người, quận Hai Bà Trưng có 1.198 người. Tuy nhiên, tính đến 19 giờ ngày 15 tháng 9, trên địa bàn thành phố Hà Nội còn khoảng 30.000 người đang phải sơ tán tránh ngập lụt. Trong đó, huyện Chương Mỹ còn 9.000 người, huyện Mỹ Đức 7.768 người, huyện Sóc Sơn 5.636 người, huyện Ứng Hòa 4.672 người, huyện Đông Anh 1.234 người, huyện Quốc Oai 1.129 người. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, sở ngành triển khai khắc phục hậu quả thiên tai như dọn dẹp vệ sinh môi trường, chặt tỉa cây xanh gãy, đổ, công tác phòng chống dịch bệnh sau bão lũ. Bão Yagi và hoàn lưu của bão đã gây ra thiệt hại rất lớn về tài sản trên địa bàn Hà Nội, làm hư hỏng cơ sở hạ tầng, đổ gãy hàng vạn cây xanh, gây ngập lụt, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Do đó, thành phố Hà Nội phát động phong trào toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3, với sự tham gia của lãnh đạo thành phố, các cơ quan, đoàn thể và đông đảo người dân. Hà Nội đã hứng chịu một trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua tới sáng ngày 16 tháng 9, nhiều tuyến phố ngập sâu, giao thông ùn tắc kéo dài trong giờ cao điểm. Hà Nội vừa trải qua trận mưa lớn diện rộng đêm 15, rạng sáng 16 tháng 9, gây ngập úng nhiều khu vực trên địa bàn thành phố. Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm, tuyến phố Nguyễn Tuân Tê Liệt giao thông ùn tắc nghiêm trọng, nước ngập sâu tới 50 cm, khiến nhiều phương tiện giao thông bị chết máy, người dân phải bị bõm lội nước. Tuyến đường Nguyễn Trãi, Quang Trung ngập sâu, các phương tiện khó khăn trong việc di chuyển. Đường 70, đoạn từ Bệnh viện Quân y 103 đến Bệnh viện Ca Tân Triều, Thanh Trì, ngập úng kéo dài khoảng 2 km. Chỗ sâu nhất, nước ngập đến 0,5 m. Giao thông đi lại khó khăn, nhiều người đi xe máy đã phải dắt bộ hoặc đưa phương tiện lên ô tô cứu hộ để di chuyển. Đường Quang Trung, đoạn từ ngã tư Văn Phú Lê Trọng Tấn Hà Đông, hướng đi vào trung tâm thành phố cũng có đoạn ngập kéo dài 200 m. Đến 8:30, phố Hoàng Đạo Thành, quận Thanh Xuân, Hà Nội vẫn mênh mông nước. Nước bắt đầu rút trên đường Nguyễn Xiển. Tuy nhiên, dòng ô tô và xe máy theo chiều từ Thanh Xuân đi Thanh Trì vẫn không thể di chuyển. Theo công ty thoát nước Hà Nội, lượng mưa đo được tại một số khu vực tính đến thời điểm 6:30 đều ở mức cao. Cụ thể, tại quận Thanh Xuân, lượng mưa lên tới 154,5 mm, Hoàng Mai đạt mức 126 mm, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Ba Đình đều ở mức trên 100 mm. Khu vực ngoại thành, huyện Đông Anh ghi nhận lượng mưa lớn nhất thành phố lên tới gần 230 mm. Các điểm ngập úng nghiêm trọng gồm Thái Hà, Quan Nhân, Bùi Sương Trạch, Vương Thừa Vũ, Nguyễn Tuân, Cự Lộc, Nguyễn Khuyến, ngã ba Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Liên Trì, Nguyễn Gia Thiều, Phùng Hưng, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê, Cao Bá Quát, gầm chui xe lửa phố Thiên Đức, Nam Đuống, ngõ 80 Hoa Lâm, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Vũ Xuân Thiều, Ngọc Lâm, đại lộ Thăng Long, ngã ba Lê Trọng Tấn, Hầm Chui, số 356, km 9+656, Chiều Khúc, Cầu Bưu, Yên Xá, khu Tổng cục 5, Bộ Công an, đường Tố Hữu, Yên Nghĩa, bến xe Yên Nghĩa, ngã ba Ba La, đường Quyết Thắng, Võ Chí Công, Phú Xá, Hoa Bằng, Phùng Khoang, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, trước cổng trường Nguyễn Huệ và đối diện ga La Khê, Tô Hiệu. Các lực lượng chức năng đang tích cực xử lý, khơi thông dòng chảy, vận hành trạm bơm để sớm khắc phục tình trạng ngập úng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.